Chiều tối 7 tháng 9, giờ địa phương, các cơ quan chức năng Mỹ thông báo vụ nổ súng ở đường cao tốc liên bang I-75 thuộc hạt Laurel, bang Kentucky. Cuộc truy lùng kẻ nổ súng vẫn đang diễn ra. Trong thông báo trên Facebook, văn phòng cảnh sát trưởng Laurel nói rằng một đoạn cao tốc đã phong tỏa. Trong khi đó, cơ quan giao thông của bang ra thông báo yêu cầu các tài xế tránh tuyến đường cao tốc này. Theo hãng tin Reuters, vụ việc diễn ra khoảng 18 giờ tại khu vực gần London, một thành phố nhỏ với khoảng 8.000 dân. Trong khi đó, Thống đốc Andy Beshear của bang Kentucky cho biết ông đang nghe báo cáo ban đầu từ cảnh sát, văn phòng an ninh nội địa bang và khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về vụ việc. Đài CNN dẫn lời một tài xế tên Matt Downing kể rằng anh đã bị kẹt trên đường cao tốc hơn 1 giờ sau khi cảnh sát dừng xe do tình hình nổ súng. Anh Downing ước tính có ít nhất 30 xe cảnh sát đã chạy qua khi anh bị chặn trên đường cao tốc. Tính đến 19 giờ 30 phút tối, Downing cho biết các nhà chức trách đã bắt đầu từ từ chuyển hướng xe cộ theo hướng ngược lại.